Xe buýt hút văng người đi bộ trên vỉa hè, camera bóc trần diễn biến gây tranh cãi. Sau vụ tai nạn, hành xử của tài xế xe buýt trở thành vấn đề khiến người xem không ngừng tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Vụ va chạm giữa xe buýt và người đàn ông đi bộ xảy ra tại đoạn đường thuộc xã Dương Phong, tỉnh Bắc Cạn vào ngày 19 tháng 1 vừa qua. Trích xuất camera an ninh vụ việc, số đông không ngừng tranh luận về tình huống cũng như các hành xử của tài xế xe buýt. Vào thời điểm đó, người đàn ông đang đi bộ trên vỉa hè thì bất ngờ bị xe buýt đánh lái đâm từ phía sau, va chạm rất mạnh khiến người đàn ông bị ngã văng vào vệ đường. Sau khi gây ra tai nạn, tài xế liên tục đánh lái tiến lùi. Chỉ đến khi những người dân có mặt đến xem xét nạn nhân và cảnh báo tài xế chiếc xe buýt, lúc này người lái xe mới biết mình đã gây ra một vụ tai nạn. Hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe của người đàn ông. Còn bạn mà nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ở bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.